Giờ này xin mời cô chú anh chị cùng nghe một bài hát rất là quen thuộc của Trung Tử Long. Bài hát được mang tên Định Bà Ơi. Chúng ta lên lên là cái cây.
Dài quá. Bây giờ thì trở về với vị trí sở trường của Trung Tư Long. Không nói dối của bác và chị, Trung Tư Long nickname là Long Đẹp Trai. Tôi ói nha, tôi ói nha. Dạ, con nghe con còn muốn ói luôn ạ. Không sao, nhưng mà ráng kiệm. Bây giờ thì Trung Tư Long là người Sóc Trăng. Thì Trung Tư Long sát sở trường. Trung Tư Long là người Khmer. Ở Vinh Nhật hả? Ở gần người Khmer, nhưng mà Trung Tư Long gần Việt. Trung Tư Long sáng một bài hát cũng rất là quen thuộc và rất là dễ thương. Bài hát được mang tên Hương Tình Ổn 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 Sà Lăng Bốn Tê. Chúng ta lắng lắng các bạn. Về phương nam nghe thương.
Nhiệt tay được chưa? Được chưa? Tôi dạ. Ca tây sang cũng được, nhưng mà kẹt cái bên trong còn rất rất là nhiều. Lỡ rồi. Dạ, cảm ơn chú. Chú ơi, hai người tặng người buồn. Bây giờ thì Trung Tử Long sẽ hát một bài hát, coi như là cô bác anh chị yêu cầu hát bài gì thì Trung Tử Long sẽ hát bài đó. Và lượng như lớp trích đoạn như là chủ tịch Hàm Bạc Tử nào. Cô đang kiếm khách đây cái rồi đó.